dùng đoạn vọng khử hoặc làm tông thú, tướng vô học, chứng đắc tứ quả A-la-hán, đoạn vọng hoặc, sạch các lậu, học đạo viên mãn, đạt đến tướng vô học. Biết tướng pháp thân bình đẳng, tướng bất hoại, tướng tùy thời, tùy tục, giả danh khác biệt, tướng chúng sinh, phi chúng sinh pháp khác biệt, tướng Phật pháp, thánh tăng pháp khác biệt. Bát Địa Bồ Tát biết tướng bình đẳng thông đạt tất cả các pháp, pháp lý viên dùng vô ngại, sinh Phật không hai, tướng bất hoại, tức là hành pháp, xưng lý khởi hành, hành hợp với lý, thành tựu bồ đề công đức, cho nên nói gọi là tướng bất hoại. Tùy thời tùy tục giả danh tướng khác biệt, tức là giáo pháp, tùy căn tánh tương ứng giáo hóa chúng sinh nên gọi là tùy thời. Lý vốn chẳng nói, tùy theo thế tục giả nhờ những giả danh này để thuyết minh tướng khác biệt của nó, tướng chúng sinh phi chúng sinh pháp khác biệt. Đây là cảnh giới tính trọng yếu, hiển hiện lý pháp thông nơi tịnh nhiễm bình đẳng pháp thân, là khắp nơi hữu tình vô tình, tướng Phật pháp thánh tăng pháp khác biệt. Đây là nói quả pháp, là tướng thành tịnh đệ nhất, tam thừa có thể cùng chứng được đệ nhất nghĩa, tam bảo là thủ thắng nhất, bất quá tùy trí khác nhau mà có tướng khác biệt. Biết tướng thân hư không vô lượng, tướng khắp cùng, tướng vô hình, tướng vô dị, tướng vô biên, tướng hiển hiện sắc thân. Bát Địa Bồ Tát lại biết tướng thân hư không có 6 thứ tướng. Một, tướng vô lượng, nghĩa là không thể độ lượng được, như hạt cải tùy nhỏ nhưng không trùng của nó cũng chẳng có sự phân lượng. Hai, tướng khắp cùng, là nói nơi khắp cùng đến tất cả sắc phi sắc. Ba, tướng vô hình, nhìn chẳng thấy hình tướng, là hàm chỉ vô mà là không mà nói. Hình tướng mà phàm phu thấy tất cả đều do tâm tạo. Bốn, tướng vô dị, nghĩa là nói không chướng ngại, nó bất đồng nơi sắc pháp đó đầy dị tướng mà là có chướng ngại. Năm, tướng vô biên, tướng bờ mé không thủy chung, không khỏi tận. Sáu, tướng hiển hiện sắc thân, tướng hay thông đạt thọ sắc, ví như hư không rộng lớn chẳng có sắc mà hay hiển hiện tất cả các sắc. Vì sắc có thể phân biệt là hư không, cũng có thể do không mà hiển ra tướng sắc thân. Phật tử, Bồ Tát thành tựu trí thân như vậy rồi, được mạng tự tại, tầm tự tại, tài tự tại, nghiệp tự tại, sinh tự tại, nguyện tự tại, giải tự tại, như ý tự tại, trí tự tại, pháp tự tại. Do đắc được 10 tự tại này, liền trở thành bậc trí không nghĩ bàn, bậc trí vô lượng, bậc trí quảng đại, bậc trí không thể hoại. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bát Địa Bồ Tát thành tựu các thứ thần trí huệ như đã nói ở trên rồi, ngài liền chứng được mạng tự tại. Bồ Tát có thể thao túng sinh mạng của mình, muốn sống thời gian bao lâu thì sống bấy lâu, không muốn sống cũng tùy thời có thể chết, không bị vua Diêm Vương quản thúc, rất tự do tự tại, tâm tự tại, nghĩa là chẳng có bất cứ phiền não gì hết, không có lúc nào mà chẳng ở trong pháp hỷ. Tài tự tại, chữ tài này chẳng phải chỉ vàng bạc châu báu mà là nói chẳng có tâm sân hận. Người có tâm sân hận thì giống như người nghèo chẳng có tiền, người chẳng có tâm tham sân si tức là người giàu. Tất cả thế giới trang nghiêm vô lượng đều giống như nghiêm sức chính mình. Nghiệp tự tại, Bồ Tát đã chứng được trí thần như vậy, ngài làm tất cả đều là nghiệp thiện. Sinh tự tại, tức là do ý chí thọ sinh của mình chẳng bị nghiệp lực chi phối. Nguyện tự tại, tất cả đều tùy theo ý muốn của mình, chẳng có gì mà không được mãn nguyện. Giải tự tại, tất cả kinh luận danh ngôn sự lý của thế gian chẳng có gì mà không thông đạt. Như ý tự tại, tất cả sự việc đều được như ý muốn, thần thông diệu dụng, sự sự vô ngại. Trí tự tại, trí huệ sùng mãn khắp, sự sự chẳng có gì mà không lợi, nơi nơi hợp với hảo xứ. Pháp tự tại, vô biên pháp môn diệu dụng, tuyên nói giáo hóa đối với căn cơ chúng sinh. Bồ Tát chứng được 10 thứ tự tại này, liền trở thành bậc đại trí huệ thủ thắng, hạnh nghiệp rộng lớn, công đức vô biên, khiến cho con người khó tưởng tượng được. Bậc đại trí huệ không thể dùng số lượng để tính lường, bậc đại trí huệ rộng lớn vô biên không có ai bằng được. Vì chẳng có ai bằng trí huệ với ngài thì còn có ai có thể đến phá hoại ngài được. Thiên ma ngoại đạo cũng không thể làm tổn hại bậc đại trí huệ như ngài được. Bồ Tát này vào như vậy rồi, thành tựu như vậy rồi, được thân nghiệp rốt ráo không có lỗi lầm, nghiệp lời nói không có lỗi lầm, thân lời nói ý nghiệp tùy trí huệ hành. Bát Nhã Ba La Mật tăng thượng đại bi làm đầu, phương tiện khéo léo khéo phân biệt được, khéo khởi nguyện lớn, được Phật lực gia hộ, thường xuyên tu tập trí huệ lợi ích chúng sinh khắp trụ vô biên thế giới khác biệt.
Bát Địa Bồ Tát giống như ở trên đã nói, đắc được trí giải thù thắng, hạnh nghiệp rộng lớn và thành tựu mười thứ tự tại rồi. Lúc này ngài đắc được thân nghiệp chân chánh thanh tịnh, chẳng có tơ hào lỗi lầm, đắc được nghiệp lời nói chân chánh thanh tịnh, chẳng có lỗi lầm nào, đắc được ý nghiệp chân chánh thanh tịnh, chẳng có lỗi lầm nào. Thần lời ý ba nghiệp đều thanh tịnh không lỗi lầm, làm tất cả những gì đều do trí huệ biểu hiện, chẳng có chút hành vi ngu si nào. Pháp môn vô thượng thắng trí ba la mật vi diệu, công hạnh của ngài càng ngày càng tăng thượng. Do nhờ bát nhã nhiếp đại huệ, chẳng nhiễm ái kiến, cho nên tất cả dùng tâm đại bi làm đầu, làm đệ nhất, mà sinh khởi phương tiện khéo léo lợi ích chúng sinh, lại hay dùng trí huệ không phân biệt để thành tựu quyết đoán tất cả, trí huệ phân biệt tất cả, lại do nội tâm phát khởi đại nguyện tế độ chúng sinh, nhờ đó mà luôn luôn được Phật lực gia trì, đồng thời Bồ Tát luôn luôn tinh tấn tu học tất cả pháp môn lợi ích chúng sinh để tăng thêm trí lực cho mình, cũng khai mở trí huệ cho chúng sinh. Bồ Tát đại từ bình đẳng, trụ khắp vô lượng vô biên thế giới khác nhau, đi giáo hóa hết thảy chúng sinh